khai trương, tưng bừng khai trương Jinhua City 2. Nếu muốn có một làn da trẻ đẹp vĩnh viễn, hãy tìm đến Jinhua City 2. Tìm cho mình cao nhân sâm Hàn Quốc có tác dụng chống lão hóa, bồi bổ toàn diện cơ thể, tăng cường thể lực, phòng ngừa ung thư. Ngoài ra, Jinhua City 2 là nơi độc quyền nhập cảng những loại hải vị như huyết yến, bào ngư, sâm hoa kỳ, đông trùng hạ thảo, cao linh chi, hồng sâm. Hãy đến với Jinhua City 2, quý vị sẽ tìm được những mặt hàng quý giá đó với giá thật đặc biệt như yến Thái Lan hay Việt Nam, mua 1 tặng 1, sâm hộp Hoa Kỳ, mua 1 tặng 1. Jinhua City 2, 713-772-7888, 713-772-7888.